Hello, em chào những anh em đam mê xe cổ. Chuyên mục bán phụ tùng rã xe phần 2. Rã trên con em MTE 2.1 xuống ha anh em ha. Chiều nay rã máy với anh em luôn. Thì video này em xin tổng hợp lại tất cả những món đã bán rồi, và còn những món gì thì em xin quay bán lại cho anh em, và quay khi mà rã xuống thì hình ảnh nó được chi tiết hơn. Đó, mong được sự ủng hộ của quý anh em. Giá thì em cũng khi em bán rồi một số món, thì còn một số món em cũng cân đối nét lại chút đỉnh để cho anh em mình nhanh lẹ. Đầu tiên em xin giới thiệu với quý anh em cây bô quay thái 110 1985, đách 201, rã trên con em MTE này xuống. Cây bô này tình trạng đó, trên xe là nổ hay, mặt tiền là có bị cấn mớp nhẹ một lỗ, hai lỗ, và chỗ này nè hình như người ta có chấm nè, có chấm mà người ta có mài lại hay gì nè, hay là nó bị trầy người ta mài lại nè. Đó, mình nói rõ ràng nha, cây bô đúng bô 1985, tiếp 341 1985 đúng bô theo xe, đúng đời 201. Đây 1AF mực xanh xanh còn nè, cổ là cổ có cắt thay rồi nha anh em, cổ là cổ có cắt thay một khúc rồi nha. Đây nè, cắt cái đây nè, có hàng rồi nè. Đó, có sao em nói vậy nha. Trên xe là tiếng zin nổ hay. Cái bô này em nét lại em bán, hôm qua em kêu giá 1.800.000, em bán cho anh em giá 1.500.000 cho nó vui vẻ nhanh lẹ luôn. Đó, 1.500.000. Bên trong này là chỗ này nó có trầy. Nói chung cây bô này anh em biết rồi, bô 110 1985, 1.500.000 là anh em biết nó rẻ cỡ nào rồi. Đó, mình bán mình muốn nhanh lẹ. Đó, giá 1.500.000 thì nó có cái giá của 1.500.000. Anh em vô xe cỏ xe bán đồ vẫn ok nha. Đó, ok anh em ha. Anh em có xài hũ em ít thì không có cấn mớp, tiêu dài nha. Cây này nổ hay lắm, tiêu dài mà. Đó, rồi anh em xài hũ em. Tiếp theo nữa là em xin quay tới đâu em bán tới đó nha, không có theo trình tự nào nha anh em. Em có một cặp cốt quay thái 110 đời 2000, tháo xe đẹp, rồi cặp cốt này vô xe mộc được, đúng cốt trước cốt sau 2000 nha. Nói chung cây cốt sau 2000 khó kiếm nha, với một cặp tán zin theo xe còn ok luôn á. Có con này chưa có rửa, vậy anh em rửa phụ em. Đây, cặp cốt này em bán 300 nha, cây này em chưa có rửa nha, anh em về rửa ra là màu mè còn ok luôn nè. Cái này nè, cặp này em bán 300 nha. Nói chung anh em thấy ít khi nào em đăng ốc bán lắm, trừ khi ốc nào ok lắm em mới bán. Cặp này em bán 300 ha, anh em có xài ủng hộ em. Cốt 2000 hiếm nha anh em, hiếm nha, hiếm cốt 2000 nha. Cốt 99 thì nói chung là hàng tồn, hàng new có, nhưng mà mình xin khẳng định với anh em cây cốt sau 2000 là không có sản xuất nha. Đó, cây cốt sau 2000 hiếm hàng nha anh em, đặc biệt hàng theo xe kiếm đẹp khó lắm. 300 nha anh em. Em còn lẻ cục phi xê quay thái 110, rồi em bán cho anh em giá là 500.000, bao sống bao xài một đổi một cho anh em. Đó, 500.000 bao sống bao xài một đổi một cho quý anh em nha, không có mẫu xẻ, không có nứt bể gì, tất cả là hàng em gã xe xuống nha, cây tự trồng tự ăn nha. Rồi tiếp theo nữa, em có 3 bộ nồi, bây giờ em báo giá tình trạng nhanh lẹ, bà bán giá nhanh lẹ dễ xài cho anh em. Hai bộ này là hai bộ đời 2000, có một bộ 99, bộ này 99 nè, bộ này 2000. Hai bộ này á, bộ 99 này em bán cho anh em giá là bán cho anh em giá là 900.000, bộ 2000 này em bán cho anh em giá là 800.000. Hai bộ này tình trạng trên xe đang bốc, có hú gió nhẹ, tả chính xác nha. Hai bộ này tình trạng trên xe, hàng em gã xe hết, rất chạy rất là bốc luôn. Bốc từ ga đầu đến ga cuối luôn, có hú gió nhẹ nha. Đó, nói cho anh em nha, ta chạy tầm qua khoảng 450 là hết hú gió nha. Tả chính xác. Còn bộ 201 này là whip nè, chỉ có thà lỗi là thay lá bố nồi sau thôi. Bộ 201 này bán là giá là 1.800.000 nè. Còn hai bộ, bộ 99 là bán 900, bộ 2000 bán 800. Đó, vô bộ 2000 trước nè. Sớ tủ tủ nè anh em thấy không? Đó, mà bộ này tình trạng là có hú gió nhẹ nha anh em, mình nói là chính xác rõ ràng nha. Anh em vô xe đi cài vừa là vô tư luôn á. Nồi quay 110 mà nồi còn ok mà, nồi gin nha anh em, chứ không có nồi làm nha, nồi này gin hết nha. Gin nha, phớt cân tờ tiền một mà. Mà càng đồ là nguyên gin nha anh em. Đúng đời 2000 nè, ngày 8 tháng 8 năm 2004 LK. Bố còn đẹp luôn á, chứ không phải bố tệ đâu nha anh em. Tại em bán nồi là em tả chính xác lắm. Đó, bố còn
đẹp luôn đó, chạy bao bắt cho anh em. Bao anh em là cực kỳ bốc nha, cực kỳ bốc nhưng mà có hú gió nhẹ, em tả chính xác. Bô lá bô láo gì là bao anh em là ghiên đét hết nha, bô lá bô liếc gì là ghiên đét hết. Thằng này cái nồi nó cuối 99 đầu 2000, nồi trước chứ nồi sau 99, nồi trước 2000 nha anh em. Đó, nó giao thời đó. AB này nha anh em, gần là 8 này nha, bô lá là ghiên hết nha anh em. Chuồng heo FCCV nè, cái lộn KFLF FCC, không có lúng gì đâu nha anh em. Bao anh em không có lúng không có khuyết gì nha anh em. Bộ này bán anh em 800, bao anh em chạy bốc, hú gió nhẹ chạy qua tầm khoảng 45-50 hết nha. Bán anh em 800. Còn bộ thứ hai này, bộ nồi quay thái 110 đời 99, bộ này em bán anh em giá 900, rất là bốc luôn. Bố biết đồ là cực đẹp và xin đét hết, chỉ có mỗi tội là hú gió nhẹ nha anh em. Nhông rồi là còn đen mung hết nha anh em. Mà cũng hên xui, đôi khi trên lắp qua xe này nó hú, nhưng mà qua xe nhiều khi qua xe khác nó im. Cái tình trạng đó em bán em bị hoài luôn nha anh em, em gặp hoài luôn á. Không biết làm sao, nói chung nồi niêu son chảo nó khó hiểu lắm anh em ơi. Nhiều khi nó hạp á. Ghiên nha, cái nồi này đẹp hơn cái nồi kia chút xíu, nó cũng phớt cỡ tờ tiền một à. Nồi ghiên chưa có vớt, chưa có tán gì nha anh em. Ba càng là đúng, ba càng 99 KFL nè, thấy không? Đúng ba càng 99 KFL, mình nói thẳng luôn, mấy bộ này anh em lấy búa cũng lời nó thiệt luôn á. Đó, bố ghiên đét hết 900.000. Đó, mình báo tình trạng rõ ràng cho anh em nha. Nồi sau là ghiên đét nè. Ồ, cái này nó lộn. Xàm thiệt đây nè. Đây mấy bốn bộ của nó sách tầm 7 tầm bạ không? Cái này. Rồi xin lỗi anh em có khách gọi nha. Ác thì chứ bình thường không thấy khách gọi, tới chừng quay clip rồi khách gọi à. Làm cắt video ngang. Rồi lộn nghe anh em, đây là mới đúng bộ nồi 99 của nó nè. Đây mới đúng bộ nồi 99 của nó nha anh em. Đó. Còn đây mới bộ nồi 2000 của nó nè. KFL nha. Rồi ok anh em, bộ nồi 99 này bán anh em giá là 900.000. Nói chung là em tả chuẩn nè, chạy rất là bốc nhưng mà ra đầu là có hú gió nhẹ nha anh em nha. Chạy ra tầm 40-50 là hết nghe. Đó, báo anh em rõ ràng chi tiết để anh em mình mít lòng nha. Tại vì ba cái nồi niêu son chảo này nó phải rõ ràng để mất công lô bu. Đó, em tả chuẩn anh em nhắm mua được mua. Đó. Ha, ra đầu có hú gió nhẹ. Chạy tầm khoảng 45-50 là hết hú. Đó, nói cho nghe luôn, đủ chớn đó. Rồi. Nhưng mà nhiều khi nó ngộ lắm, mình nói anh em cái này là có sự thật chứ không phải là mình nói láo đâu. Tại vì mình từng bán nồi cho anh em nhiều lắm, mình bán đồ máy rất là nhiều. Nhiều khi trên xe này nó vậy nhưng mà gắn qua xe khác nó không hú, nó ngộ như vậy đó. Nhiều khi nó hạp. Không phải hạp gì đâu mà độ gơ của bạc đạn á, nó cũng gây hú nữa. Hú nồi nó có 101.000 nguyên nhân, nói cho anh em nghe luôn. Bạc đạn số cũng do cũng gây hú nồi nè, bạc đạn dên cũng gây hú nồi nè. Đó. Ê, anh em ha, chứ không phải mà do ấy không đâu nghe. Rồi mình nói với anh em á, đây nè, cái khâu này nó lỏng quá nó cũng gây hú nồi nè, mà nó chặt quá nó cũng gây hú nồi nè. Đó. Nó 101.000 nguyên nhân. Những cái nồi hú gió thì có cơ may qua nồi khác, qua xe khác nó hết. Nhưng mà những cái nồi mà nó đã hú ó ó ó rồi thì trời cứu, mình nói thẳng cho anh em luôn. Đó. Còn bộ nồi này là quay 110 2 lá 1, bộ này whip luôn nè, mà tiếc nổi là chủ người ta thay lá bố nồi sau Alpha hãng mới. Bộ này bán cho anh em giá 1.800.000, cực kỳ bốc nha, bốc và ngon cực kỳ luôn, không hú nha. Đó, anh em coi nè, 201 bộ này đẹp á. Nói chung là trong tầm giá 1.800.000 này anh em về anh em xài là vô tư luôn, mình bao anh em đánh dấu nè, anh em chở ngay dấu lụm nha. Chuông chiếc đồ là đẹp lắm nha anh em nha, bộ nồi này phớt ít xịu, phớt ít xịu à. Ba càng là mướt xanh luôn, 19 tháng 4 năm 2001. Ghiên đét. Nói chung chị anh em chơi nồi theo xe mới hiểu chứ nhiều khi mình nói phan phan trên này nó cũng khó lắm. Chơi nồi ghiên, chơi xe ghiên theo xe mới hiểu. Còn cái chuyện nồi mới anh em vô hãng mua 1.000.000 mấy, vô 1.450.000 có nồi hãng xài, cái đó chuyện bình thường anh em có gì mà phải nói chứ. KFMA FCC có thay bố lá hãng không đâu, Việt Nam mình báo chính xác rõ ràng.
đã bao cho anh em chạy bốc không tụt nồi, bộ này bao không hú, 1,8 triệu. Ok anh em, tiếp theo đây mình có một cái chó đèn quay thái 110 thủy, thủy là cực kỳ đẹp, nhưng mà con cái kính nó bị bể một lỗ đây, lủng lỗ nha, cái thủy là bao đẹp luôn, thủy với lại mình bao anh em là không có bị dơm chân gì trơn á, không có bị đốm thủy một miếng nào, chấu móc 100%. Thái không đa đời 99 ha, cái lòng vàng cháy nè đó. Cái chó này bán cho anh em giá là 700 ngàn, 700 ngàn là đã luôn bao gồm tặng cho anh em một cái kính luôn, anh em về mà thay cái kính này vô được là chó này thành chó whip luôn. Kính thái mới nha anh em đó, 700 ngàn là luôn cái kính đó, cái thủy cực kỳ đẹp luôn, tiếc nổi nó lủng lỗ là thua, không có đường nào cứu nha anh em, chỉ có nước mà thay kính thôi, chấu móc 100% không lỗi. Ok 700, full vàng dây điện sườn gã trên con 201 này xuống ha, mình bán 1,8 triệu như cũ, giá này là rẻ lắm nè, khung dưới là đẹp hết nè, không lỗi nè, thun trên là đẹp hết nè, không lỗi nè, không bị tét thun gì luôn. Dắt viết là ghim đét hết nha, không có lỗi lầm gì nha anh em. Mô bên sườn nè, IC9.N luôn nè, anh em mua lẻ mình báo giá lẻ, mua lẻ IC bán 600 đó, chớp sạc gờ le đề bán 300 ngàn nè đó. Mua pin anh em mua lẻ, mua pin luôn tẩu là 400, 450, tại cục mua pin này nó có lỗi nha anh em, nó có nứt lưng nhẹ nhưng mà xài bình thường đó. Vàng dây điện này anh em nào mua là giá 500 đó. Nói chung anh em mua 1,8 triệu là giá rẻ lắm, thiệt mình nói thiệt đó. Anh em chơi thì hú em, cọc bình là mầm bao cho anh em được ghim đẹp hết nha, không có lỗi lầm gì nha, không có yếu không có gì hết trơn á đó. Cầu chì là ghim chưa đứt nối chưa quắn lại rồi. Ok tiếp theo nữa, giờ đập máy gã trên con 201 rồi xuống 200 ngàn, bao anh em là không có lỗi lầm, găng cỏ lani bao hết, cơ tích tắc nha, không bị trầy chụa gì luôn, mã 2k không có trầy nha anh em, mã 2k, cây này bán 200, bán một combo hai món cùi dĩa với lại chống đứng, cùi dĩa rã, cùi dĩa 2000 rã trên con 201 với 2000 xài chung, cùi dĩa với chống đứng này không dính cốt nè, ăn may không dính cốt, chưa có lủng đít luôn, chống đứng nè, chống đứng 2000 không có lỗ ha, nó không có lủng luôn, đúng chống đứng quay 110 nha, theo xe này về anh em sơn lại, sơn thì sơn xấu nhưng mà hoàn toàn là không có một lủng gì hết, em kiểm tra rồi em mới quay clip bán anh em mà. Hai món này bán cho anh em hai món luôn á, 500, cái chống đứng mà không dính cốt bây giờ giá không có dưới 400 ngàn đâu nghe anh em, chống đứng theo xe mà không dính cốt vẫn có dưới giá 400 đâu nha. Mũ nón nè, thấy không, cây chống đứng này chưa có mòn đế gì chân, chống đứng không có lỗ đít nữa, không có lỗ đít nữa, cây chống đứng mà có lỗ dưới này thì nó rẻ hơn anh em, nó không có giá trị bằng. Gắt máy 2 tầng gã trên con xe này xuống bán anh em 450 nè, ngay thẳng không công vên nha, sân zin còn khá, ngay băng à, ngay trừ, thấy không, ốc tán là đầy đủ, nói chung là về xài luôn, 400 đi cho nó lẹ. Rồi phuộc sao, cặp phuộc sao hôm qua anh em nào hỏi thì liên hệ lại, like cặp ti cây pha nha, cặp này like cặp ti cây pha, phuộc là chân theo xe, lò xo ống theo xe hết, phuộc này là hiện tại là em kiểm tra là không xì sượng nha, về anh em xài liền, cặp này bán giá 450 ngàn, không xì sượng, anh em mua về là gắn lên xe là xài liền, ti này mới thay cái chát hả đó, 450 ngàn. Đó còn đồ này bán hết trơn rồi, còn cái cục máy đùm này nữa tính với anh em sao, báo với anh em sao, đùm tùm lum má, đùm tùm lum chứ nữa báo với anh em sao, cục máy này chiều nay gã luôn, còn bộ sườn lóc giấy này đúng giấy MTE, bây giờ mình nét giá lại cho anh em chơi luôn, nếu anh em mình chốt giá trong ngày hôm nay mình bán giá 9 triệu bao hồ sơ cho anh em, hôm qua mình kêu 10 triệu thôi, mình thấy xe này gã, nói chung mình mua giá nó cũng ok, mình bán nhanh bán lẹ vui vẻ với anh em, đúng nè 201 nè, MTE sườn đẹp không một lũng đó, hồ sơ cầm tay
đó. Mình bán cho anh em giá 9 triệu. Đó, hai bên nách sườn là bao anh em không một lũng bát móc, không có bị một yếu gì nha. Đây. Cà nông là tròn vo nha anh em. Nè, hai chữ U là không có yếu cái gì hết trơn nha anh em. Mình bán anh em giá 9 triệu, đúng giấy MTE. Đó, đúng giấy MTE nha. Đó, MTE 110 MT 800-9736. Mình bán anh em giá 9 triệu bao hồ sơ cho anh em. Anh em chơi hú em hết ngày hôm nay quay về giá cũ 10 triệu. Nó bán gì cho nó lẹ, anh em mình vui vẻ thì nhanh lẹ thôi. Quan trọng lợi ích chút mà nó nhanh thôi. Mình bán này mình bán hàng số lượng mà, xe mình gã ngày ngày gửi hết con rồi. Máy này chiều trẻ cho anh em luôn. Đâu thử anh em mình nhảy vô cái bình xăng con thấy là đẹp không nha. Bình xăng con có nói cái trái ga đẹp không? Nhưng mà mình nghĩ bình này trái ga ok á. Máy đầu nồi nguyên zin, máy tình trạng đang nổ êm, lay của đề alpha lóc đen. Chiều nay trẻ máy có giá cho anh em luôn. Lò xo zin chưa cắt nè. Ây da. Đù mà trái ga không liếm luôn ha. Trái ga chưa có liếm láp gì luôn thấy không? Garanti nhuyễn nhường anh em, hôm qua có test cho anh em rồi đó. Bình xăng nè anh em, nước nhôm cũng khá lắm, không có bị da ý, còn xăng không có bị da ý, xăng không bị da cóc gì chân anh em. Rồi anh em mua bình xăng con Boe xá xị luôn 1,8 triệu. Nó trái ga đẹp luôn nè nha anh em. Máy nếu anh em muốn mua giấy máy luôn, bán anh em giá là 27 triệu, bao hồ sơ cho anh em luôn là full bình xăng con đi hết luôn. Máy đang nổ im không giọng không hú, nồi chạy bao bốc, cốt tải đẹp nha, cốt tải thẳng băng thấy không. Gon nè, xanh lè nè thấy không, đầu nồi nguyên zin. Máy giả dứ là khô tưng nha anh em, không có tư một miếng nhớt nào đâu nghe anh em nha. Đó anh em chơi hú em nha, còn không thì chịu em gã máy vậy nha anh em nha. Video em cũng thật xin kết thúc tại đây anh em ơi.